cách trị mụn lưng tại nhà cho nữ từ nguyên liệu tự nhiên hiệu quả. Xưa nay trị mụn lưng chưa khi nào dễ dàng bởi đây là vùng da khuất có nhiều bất tiện trong việc chữa trị. Tuy nhiên để đẹp và khỏe thì chúng ta cần kiên quyết, chiến đấu và không được bỏ cuộc. Trong video hôm nay thì Blong News sẽ tổng hợp đến bạn 10 cách trị mụn lưng tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên giúp bạn lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng. Để có cách trị mụn lưng hiệu quả thì đầu tiên bạn cần phải biết nguyên nhân làm xuất hiện mụn ở lưng là gì. Lưng là vùng da khuất, không chịu ảnh hưởng trực tiếp bụi bẩn ô nhiễm từ môi trường bên ngoài, nhưng lại là vùng phân giải bã nhờn và mồ hôi nhiều nhất cơ thể. Khi áo bạn bẩn lại bám dính trực tiếp lên bề mặt da lưng, do mồ hôi ướt sẽ làm tình trạng lỗ chân lông bị bít tắc mạnh, kéo theo lớp sừng cũng dày lên và mụn bùng nổ. Các nguyên nhân khiến mụn lưng hay xuất hiện như sau. 1. Do nội tiết. Theo sự phát triển của các giai đoạn dậy thì, mang bầu, tiền mãn kinh hay chu kỳ kinh nguyệt khiến các hormone sinh dục biến đổi mạnh mẽ, làm bã nhờn tiết ra nhiều hơn, làm mụn lưng mọc nhiều hơn. Thứ hai, do chế độ sinh hoạt, ăn uống. Việc ngủ ít hay muộn và chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng khiến mụn lưng xuất hiện. Thứ ba, căng thẳng, mệt mỏi. Trạng thái stress kéo dài khiến cơ thể mệt mỏi, làm mụn dễ xuất hiện. Thứ tư, dị ứng mỹ phẩm, sữa tắm. Bạn lựa chọn các dòng mỹ phẩm dưỡng da, sữa tắm hay kem chống nắng không phù hợp cũng sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, gây nên mụn ở lưng. Tiếp theo, do môi trường. Môi trường ô nhiễm nhiều bụi bẩn hay ánh nắng tác động khiến mụn vùng lưng phát triển. Ngoài ra, các vật dụng như chăn ga, quần áo không vệ sinh sạch sẽ cũng khiến vùng lưng bị nổi mụn. Và cuối cùng, do vệ sinh lưng chưa đúng cách. Lưng là khu vực khó vệ sinh nhất trên cơ thể. Vì vậy, bụi bẩn, bã nhờn tích tụ lâu ngày và hình thành lên mụn ở lưng. 2. Cách trị mụn lưng bằng nguyên liệu tự nhiên. 1. Cách trị mụn lưng bằng muối. Muối không chỉ là gia vị quen thuộc trong các món ăn hàng ngày, mà với làm đẹp thì muối còn giúp làm đẹp da và trị mụn. Muối có tính sát khuẩn cao và giúp đặc trị mụn lưng cũng như vệ sinh hạn chế tình trạng bít tắc bã nhờn. Việc sử dụng muối biển để làm sạch và diệt khuẩn giúp vùng da lưng thêm mịn màng và hết mụn. Để thực hiện, bạn áp dụng một trong những cách sau đây. Cách 1. Trị mụn lưng bằng muối tắm. Trong muối tắm chứa nhiều khoáng chất như magie, kali, natri, canxi, hấp thụ dễ dàng qua da, hỗ trợ đào thải độc tố trong cơ thể. Việc ngâm mình ở muối tắm lâu sẽ giúp diệt khuẩn và loại bỏ bụi bẩn, từ đó khắc phục được tình trạng bít tắc bã nhờn là mụn lưng thuyên giảm. Để thực hiện, bạn cho một lượng muối phù hợp vào bồn, sau đó ngâm mình thư giãn khoảng 30 phút để loại bỏ độc tố ra bên ngoài cơ thể. Thực hiện 2-3 lần trên một tuần để mụn lưng nhanh biến mất. Cách 2. Trị mụn lưng bằng muối với chanh. Muối có tính sát khuẩn cao nên giúp giảm mụn lưng, kết hợp với chanh có tính axit cao giúp loại bỏ tế bào chết và điều trị mụn lưng hiệu quả. Để thực hiện, bạn làm các bước sau. Bước 1. Tắm sạch cơ thể với xà phòng diệt khuẩn, sau đó vắt lấy nước cốt chanh trộn cùng 2 thìa muối và 500ml nước lọc hòa tan hỗn hợp này. Bước 2. Sử dụng một chiếc khăn sạch thấm dung dịch bôi lên trực tiếp vùng da bị mụn để thư giãn trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước mát. Bước 3. Thực hiện đều đặn 2 lần mỗi tuần để có hiệu quả. 2. Cách trị mụn lưng bằng nghệ. Nghệ là một trong những nguyên liệu giúp trị mụn và làm đẹp da hiệu quả. Nghệ chứa nhiều chất kháng viêm, chống oxy hóa sẽ giúp trị mụn lưng an toàn. Để thực hiện, bạn lấy nghệ tươi rửa sạch, sau đó cắt lát mỏng rồi nhẹ nhàng thoa lên vùng da lưng bị mụn. Massage trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước mát. Thực hiện đều đặn tuần 2 lần để mụn nhanh biến mất. 3. Cách trị mụn lưng bằng khổ qua. Mướp đắng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn là thực phẩm tuyệt vời với làn da, đặc biệt hiệu quả trong việc trị thâm và mụn lưng. Trong mướp đắng chứa nhiều chất chống oxy hóa và sát khuẩn sẽ giúp trị mụn lưng an toàn và hiệu quả. Để thực hiện, bạn lấy mướp đắng rửa sạch, thái thành những lát nhỏ rồi xay nhuyễn, sau đó thu được một hỗn hợp. Sử dụng hỗn hợp này đắp lên vùng da mụn lưng để trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước mát. Thực hiện 2 lần trên một tuần để mụn lưng nhanh biến mất. 4. Cách trị mụn lưng bằng giấm táo. Giấm táo chứa hàm lượng lớn axit tự nhiên và chất kháng khuẩn giúp giảm tình trạng sưng viêm do mụn. Bên cạnh đó, giấm táo còn chứa nhiều vitamin cùng các khoáng chất giúp làm đẹp da và trị mụn hiệu quả. Để thực hiện, bạn làm các bước sau đây. Bước 1. Pha giấm táo với nước sạch theo tỷ lệ 1:1, thu được một hỗn hợp. Bước 2, bạn dùng hỗn hợp này bôi lên vùng da bị mụn để trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần trên một tuần để vùng lưng hết mụn. 5. Cách trị mụn lưng bằng baking soda.
Baking soda có khả năng kháng khuẩn, tẩy da chết, thu nhỏ lỗ chân lông và làm sáng da hiệu quả. Việc áp dụng baking soda kết hợp với các nguyên liệu tự nhiên sẽ giúp hạn chế đẩy lùi mụn lưng, lấy lại vẻ ngoài mịn màng, sáng khỏe và hết hoàn toàn những vết thâm do mụn. Cách thực hiện như sau. Bước 1. Trộn baking soda với bạc hà với nước theo tỷ lệ 1:1 thu được hỗn hợp sền sệt. Bước 2. Bạn tắm rửa sạch sẽ, sau đó thâm khô, rồi đắp hỗn hợp trên khắp vùng da lưng bị mụn, nằm thư giãn trong 15 phút rồi tắm lại với nước mát. Cuối cùng, thực hiện đều đặn 2 lần trên 1 tuần để mụn lưng nhanh biến mất. 6. Cách trị mụn lưng bằng lá trầu không. Lá trầu không có tính kháng khuẩn và sát trùng cao, vì vậy nếu chẳng may lưng bạn xuất hiện những nốt mụn đáng ghét thì sử dụng lá trầu không đúng cách sẽ giúp các bạn tạm biệt chúng, lấy lại làn da mịn màng. Để thực hiện, bạn lấy nắm lá trầu không rửa sạch, sau đó đun sôi cùng nước. Để điều trị mụn lưng, bạn có thể áp dụng phương pháp xông hơi hoặc tắm với nước nấu lá trầu không để loại bỏ mụn triệt để. Thực hiện 1 đến 2 lần trong 1 tuần để loại bỏ mụn lưng hiệu quả. 7. Cách trị mụn lưng bằng bột đậu đỏ. Trong bột đậu đỏ chứa nhiều khoáng chất như protein, glucid, lipid, chất xơ cùng các loại vitamin như vitamin A1, B1, B2, canxi, sắt có lợi cho da. Bên cạnh đó, hàm lượng chất chống oxy hóa và kháng khuẩn trong bột đậu đỏ cũng giúp làm đẹp da và sạch mụn. Để thực hiện, bạn làm theo các cách sau. Bước 1. Lấy 2 thìa bột đậu đỏ trộn với 100ml sữa tươi không đường, thu được hỗn hợp. Bước 2. Bạn tắm qua với nước sạch, sau đó bôi hỗn hợp này lên vùng lưng bị mụn, để trong khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Kiên trì thực hiện 2 lần trên 1 tuần, trong ít nhất 2 tháng để da lưng mịn màng trắng sáng. 8. Cách trị mụn lưng bằng yến mạch. Trong bột yến mạch chứa nhiều chất kháng khuẩn giúp giảm mụn và các vitamin khoáng chất sẽ giúp làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa. Bên cạnh đó, thành phần chất saponin còn có tác dụng loại bỏ các tế bào chết và các vi khuẩn tích tụ trên da, giúp đào thải tuyến bã nhờn, đồng thời đẩy các nhân mụn và cải thiện màu da. Cách thực hiện. Bước 1. Lấy 40g yến mạch hòa cùng 15ml mật ong cùng 90ml nước lọc, thu được hỗn hợp sền sệt. Bước 2. Làm sạch vùng da lưng, sau đó thoa hỗn hợp lên vùng da này, kết hợp với việc massage nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút rồi tắm lại với nước sạch. Thực hiện đều đặn 2 lần trên 1 tuần để vùng da hết mụn và trắng sáng. 9. Cách trị mụn lưng bằng bã cà phê. Theo nhiều nghiên cứu, bã cà phê giúp loại bỏ dầu thừa trên da, làm da không còn nhờn rít, từ đó giúp loại bỏ mụn lưng, làm da trắng sáng hiệu quả. Để thực hiện, bạn làm ấm bã cà phê bằng lò vi sóng, sau đó trộn cùng với 2 thìa nước cốt chanh cùng 2 thìa đường, thu được hỗn hợp. Bạn lấy hỗn hợp này bôi lên vùng da lưng đã làm sạch, massage trong khoảng 15-20 phút rồi rửa sạch lại với nước mát. Thực hiện đều đặn 2 lần trong 1 tuần để vùng da lưng trở nên trắng sáng, mịn màng hết mụn. 10. Cách trị mụn lưng bằng cà chua. Cà chua chứa nhiều vitamin C giúp làm sạch lỗ chân lông và xé khít. Ngoài ra, các thành phần có tính oxy hóa cao giúp làm sạch các gốc tự do, đồng thời giúp tẩy các tế bào chết và giúp phục hồi các tế bào bị tổn thương, trị mụn thâm ở trên lưng hoặc một số vùng da khác. Để thực hiện, bạn lấy một quả cà chua chín đỏ, căng mọng, rửa sạch sau đó bổ đôi. Bước 2. Làm sạch vùng lưng rồi lấy quả cà chua bổ đôi, đem trà sát nhẹ nhàng lên vùng lưng có mụn trong khoảng 15-20 phút rồi rửa lại với nước mát. Và thực hiện đều đặn 2 lần trên 1 tuần để mụn lưng nhanh biến mất. 3. Những lưu ý khi đang điều trị mụn lưng. Andrew Cry, giảng viên giảng dạy tại Viện Chăm sóc Da Murad chia sẻ, mụn ở mặt và ở lưng có những nguyên nhân và triệu chứng giống nhau, nhưng cách điều trị giữa hai loại mụn này sẽ không như nhau. Lỗ chân lông ở vùng lưng có kích thước lớn hơn ở mặt, vì vậy da vùng lưng dễ bị tắc nghẽn hơn. Bởi vậy, các bạn lưu ý rằng không thể chăm sóc da lưng giống da mặt được nha. Đừng nên quá lo lắng mà chạy đông chạy tây để kiếm bác sĩ trong khi lúc này lưng bạn đang rất nhạy cảm. Cứ chay chét thêm kem này kem nọ thì dễ làm bạn bị dị ứng thêm thôi. Hãy yên tâm kiên trì thực hiện các cách trị mụn lưng từ nguyên liệu thiên nhiên, mụn lưng lỉ mấy cũng sẽ sớm biến mất. Đối với những bạn da nhạy cảm, các loại mặt nạ từ chanh, tinh dầu trà, giấm táo, mật ong, bạc hà thì bạn nên thử trước lên da tay để xem có phản ứng dị ứng hoặc kích ứng da hay không. Ngoài mấy cách trị mụn lưng từ mặt nạ thiên nhiên thì bạn cần lưu tâm đến các vấn đề như sau. Thứ nhất, môi trường sống sạch sẽ, thường xuyên tẩy tế bào chết cho da lưng, chọn sữa tắm có độ pH trung tính, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước để thải độc tố. Cuối cùng, khi đang điều trị mụn lưng thì bạn cần kiên trì với một niềm tin vững vàng, mụn sẽ bay đi hết vào một ngày đẹp trời và bạn hoàn toàn tự tin khoe tấm lưng trần quyến rũ. Vậy là Blog New đã cung cấp đến cho bạn đọc 10 cách trị mụn ở lưng ngay tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên.
Bạn đọc có thể tham khảo và chọn lựa cho mình một trong những cách trên để cải thiện mụn ở lưng. Sẽ đạt được kết quả điều trị tốt nhất nếu bạn thực hiện kiên trì và đều đặn mỗi ngày. Để tránh sự nhàm chán trong quá trình cải thiện vùng da lưng thì bạn có thể luân phiên thay đổi nhiều cách khác nhau. Hy vọng những thông tin mà Blog New đưa ra trong video này sẽ giúp bạn đọc biết thêm những liệu pháp trị mụn ở lưng vừa an toàn lại không kém phần hiệu nghiệm ngay tại nhà. Chúc các bạn thành công! Đến đây thì video của chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.